Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên, Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai thực hiện mô hình đọc sách về Bác, học và làm theo. Mô hình nhằm lan tỏa tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua đọc những tác phẩm viết về Bác. Từ đó, mỗi tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên sẽ đăng ký những phần việc cụ thể để học và làm theo lời Bác. Đây cũng là một trong những mô hình tiêu biểu của Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017-2022. Những tủ sách Bác Hồ hay góc đọc sách về Bác đã ngày càng phổ biến hơn tại các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại các chi đoàn trường học trên địa bàn. Với sự lan tỏa của phong trào đọc sách về Bác, học và làm theo, nhiều trường cũng đã chủ động bổ sung thêm nhiều đầu sách về Bác để đoàn viên thanh niên nghiên cứu, trao đổi những nội dung liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cũng như tư tưởng phong cách của người. Thông qua cái hoạt động này thì về phía quận đoàn Liên Chiểu chúng tôi rất mong muốn là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các bạn đoàn viên thanh niên là học sinh các trường trung học phổ thông, các trường trung học cơ sở trên địa bàn của quận có thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể nhất. Điểm nhấn của mô hình là để đoàn viên thông qua việc đọc, tìm hiểu về Bác sẽ chủ động đăng ký các phần việc làm theo. Cùng với đó, các chi đoàn cũng tiến hành xây dựng những công trình phần việc thanh niên làm theo lời Bác và đồng thời gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với đánh giá chương trình rèn luyện đoàn viên. Đây là một cái mô hình để giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên nâng cao cái tinh thần tự giác và chủ động trong cái việc học tập và làm theo lời Bác, thông qua cái việc là tự nghiên cứu, tự thảo luận và trao đổi về các cuốn sách viết về Bác Hồ, và từ đó thì sẽ giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tự rút ra những cái bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh và áp dụng vào trong đời sống hàng ngày và trong học tập như trong lao động. Nhằm tạo nét tươi mới và lan tỏa phong trào đọc sách về Bác, nhiều đơn vị cơ sở đoàn đã triển khai nhiều mô hình thiết thực gắn với thực tế để phong trào thực sự gần gũi lan tỏa trong thanh niên, như thực hiện các chương trình phát thanh thanh niên về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng vườn rau thanh niên gây quỹ từ thiện, hay triển khai các gốc xanh thanh niên ngay tại cơ quan, đơn vị. Tại hấp xanh thanh niên này đặt nhiều đồ sách rất là đa dạng và phong phú để các bạn đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân khi mà đến đây trong quá trình mà chờ đợi làm việc thì có thể là ngồi tại đây nghỉ mát và đọc những quyển sách hay ở trên đó. Và chính cái việc xây dựng cái hấp xanh thanh niên này cũng là một việc làm rất là thiết thực và hiệu quả trong việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Có thể nói mô hình đọc sách về Bác và làm theo của Thành đoàn Đà Nẵng đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành một việc làm thường xuyên, tự thân trong mỗi đoàn viên thanh niên, hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Đà Nẵng trong giai đoạn mới, phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, như chiến lược phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.